Đây là hình ảnh quy thuật toàn phần xảy ra vào tối nay ngày 8 tháng 1 và được ghi lại ở thời điểm thì cái độ cực đại của quy thuật đã giảm đi đáng kể. Thời điểm ghi hình lúc 19 giờ 12 phút tại tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên thì một nửa mặt trăng là vẫn còn bị treo khuất. Thank you.